Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị thân mến, và tiếp theo trong chương trình của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba cái tháng phát tài trong năm 2020 của người tuổi Mão. Và trong cái năm 2020 này thì với ba cái tháng này thì người tuổi Mão sẽ giàu nứt đố đổ vách, tiền tỷ cầm tay. Thì theo tử vi thì năm Canh Tý 2020 thì người tuổi Mão gặp được ba tháng này tài vận sẽ thăng hoa, cát khí vượng, làm gì cũng dễ đạt được thành công và tiền nhiều rủng rỉnh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đó là những cái tháng nào. Thứ nhất là tháng 3 âm lịch. Thì theo tử vi thì năm Canh Tý 2020 tuổi Mão vận trình khá thuận lợi dù còn nhiều chật vật. Đầu năm con giáp này vấp phải vài thử thách khiến bản thân có thể chán nản. Song tuổi Mão chớ nản lòng, bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình của người này sẽ thêm phần tươi sáng. Cụ thể thì vào tháng 3 âm lịch, những chú mèo được thần tài trợ mệnh nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như thời gian trước con giáp này bỏ công sức nhiều mà chưa được hưởng thành quả hay kết quả không được như ý muốn thì đây sẽ là lúc tuổi Mão nhận về cái trái ngọt hoa thơm cho mình. Về sự nghiệp, người tuổi Mão sẽ phát huy được tốt cái năng lực của mình. Năm Canh Tý 2020 tuổi Mão phát triển được một phần lớn phải kể đến cái công của quý nhân. Quý nhân xuất hiện sẽ giúp con giáp này khai phá thêm được những cái tiềm năng còn ẩn giấu. Và cái công việc thuận lợi cũng là một trong những cái lý do giúp tài vận của người tuổi Mão thăng hoa trong tháng 3. Và người làm kinh doanh có thể phát triển quy mô hoặc tiến sang cái lĩnh vực mới. Và cái tháng phát tài thứ hai đối với người tuổi Mão này đấy là tháng 8. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì tuổi Mão cũng sẽ có được những cái bước tiến về tài vận trong tháng 8 âm lịch. Đi qua một cái tháng 7 vốn bị gọi là tháng cô hồn thì những chú mèo vận trình biến chuyển theo hướng tích cực. Theo tử vi thì tài lộc đến với người tuổi Mão là do con giáp này biết nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội có được để thể hiện cái năng lực của mình. Bản mệnh vốn là người rất có mắt nhìn, đặc biệt là trong những cái lĩnh vực nghệ thuật. Con giáp này lại có cái tài ngoại giao nên công việc càng thêm nhiều phần thuận lợi. Trong công việc thì người tuổi Mão làm văn phòng sẽ phát triển được những cái mối quan hệ xã giao trước đó. Người làm kinh doanh cũng không kém phần may mắn khi đưa ra được cái quyết định đúng đắn sau khi tham khảo những cái lời khuyên của những cái người xung quanh. Thì theo tử vi thì đây là cái khoảng thời gian bản mệnh có thể đứng trước cái cơ hội đầu tư lớn. Trong tháng này tuổi Mão có quý nhân phù trợ, song phần lớn thành công có được là do bản thân những chú mèo nhờ nhanh nhạy với cơ hội, tuy nhiên không nóng vội mà tính toán một cách kỹ lưỡng về rủi ro. Con giáp này sẽ thoải mái chi tiêu, không phải lo lắng nhiều về cái chuyện tiền bạc. Và cái tháng may mắn thứ ba đối với người tuổi Mão nữa đấy là tháng 10 âm lịch. Có thể nói thì trong cái khoảng thời gian cuối năm Canh Tý 2020 thì tháng 10 âm là cái tháng tài lộc lý tưởng nhất của người tuổi Mão. Nếu như trước đây con giáp này còn nhiều khó khăn về tài chính thì tất cả những cái nút thắt sẽ được giải quyết gọn trong tháng 10 âm lịch này. Người theo tử vi thì tháng 10 tuổi Mão có chính tài trợ mệnh nên vận trình có nhiều phần sáng hơn. Con giáp này vốn đã bỏ nhiều cái công sức trong những cái lúc gặp khó khăn nên thành quả thu được giờ đây là hoàn toàn xứng đáng. Trong công việc tuổi Mão còn có cơ hội được thăng chức hoặc tăng lương. Một cái lời khuyên cho những chú mèo là chi tiêu thông minh luôn là cái điều cần thiết để đảm bảo một cái nền móng tài chính vững chắc. Khi tài vận thăng hoa, hãy nhớ những cái khoản tiết kiệm và tái đầu tư để đảm bảo mình sẽ không phải khó khăn khi rơi vào những cái hoàn cảnh xấu. Quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây thì quý anh chị đã cùng chúng tôi tìm hiểu ba cái tháng phát tài trong năm 2020 cho tuổi Mão. Và theo tử vi thì trong cái năm này thì người tuổi Mão
Gặp được ba cái tháng này thì tài vận sẽ thăng hoa, cát khí vượng, làm gì cũng dễ đạt được thành công. Người giàu nứt đố đổ vách, có tiền tỷ cầm trong tay. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.